nên sợ bài chặt về sắp bây giờ thơ và xa thơ nè đại dương ai sợ bài chặt ban mê tên nó cứ vô thơ vì chỉ vật dương năng ai năng dương bạc phèn tì phâu chặt bạc dương mơ chân mình nhận nhôm cọt vô tới bạn cọt mình sau chân dễ bên là đời vô tới cọt đăng thọ thô năng sầm khàn bài mạch đôi nẹt làng tôi than su hay mô po nè pháp dụng anh em phải đạp thọ đó về mô po nè vào cái bã nẹt vô thô từ bốn chân anh chân vô thì bình dây bây giờ phải kê thật thô năng vừa là o mạch năng vừa bã như vậy pháp mà từ lượng đấy mình sẽ ra nó khai màu vậy mà bàn thọt và họ ấy từng ở thế mà chụp anh vậy phải làm chuyện cái đường to luôn bỏ qua cứ sẽ ra sẽ ta sau bị sập để sao bàn sập thôi nó chắc này chỉ vật nó người bàn bây giờ mình cất đăng mỏng cất đăng thắng cất lư thành tích sao để sum pít ở cọt trong làm đó về đô ta cả cực trâu thần tích bạn đang thở chỉ vật nó về miền tầm lầy này với nó lơ chặt thằng mà đô cứ chặt chặt cứ mà đô thằng ấy chẳng bàn cả bạn đã bắt trâu cục giáng trâu đam đôi cả vô trâu ta vô khó khó còn đà đây mấy ông vòng bay bạc cá nó ông mình vô sầm thị vô mà đã khẳng đau thế chong ra nó phần mình được hỏi ngay chong tôi rồi thật mà thì cái này ở toàn rồi cả dục đâu phần toàn trong lâu là giờ trong mà đã khẳng đàm ở chuột mà xuống thơ mắt chặt sang ngọc thì à sang ngọc ngọc luôn nâng cái đau vậy chứ à chứ mình nụ vòng mình nè nơi gặp mình mà tâm sự đậm ngày mình bị ngày mình có sẽ ở nhà xa xong lên vào chẳng có thật bạ phê chỉ vật nó bạ phê chẳng thuốc mới ở ban chất ngọc chả sự đạp lộ ở chất ngọc sự đạp thơm nó có thật chẳng ban chất ngọc đó, đạp dù 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 mà có đăng thật tê vì mê rương chất ngọc em xâm khán cứ ca dù đăng cất bàn ở rương trà hơn cất bàn che chờ hơn để xa sự đạp mà bầm non từ bốn cất chóng trăm tại chất ngọc tê và dân vô thật thôi nó khả năng thôi ở chất ngọc vẫn đang biết mình ấy mình ở cha thế vì ở mình vì ở mình tầm lai ấy vì ở dân tôi ngọc chuyện đồng thmò mình vậy bị ngọc nó sẽ ngọc chuyện cô chờ mình đã khoa lại anh tịch không vẫn tay chỉ vật dân vì mình chỉ vật ớt khoa thế mình chỉ vật thấu mừng mơ ta đông thơm thì cứ chỉ active chỉ vật trâu ta sắc men sắc cam mập hiệp chất cả trâu ta men sắc cam mập hiệp phần tây khi nào thật dân đằng tới dân chết vùng hồ chặt nó ở cực rương để men bị dạo ta ơi bị chụp cực chờn mà sầm nua để chán cứ ta thường mấy cái mọi cực chờn để à chặt nó về trâu ta cực chẳng ai mà là đâu không nông chặt nó về ọt cực đấy về cực còn là việc cất tôi không ngờ rằng bỏ chiên chẳng tâu với nó ta cất chẳng này tại vì nó có việc cất này lô con ta đã chất có việc cất này và nó cất hướng ấy cất hướng nó biên chẳng tâu với nó ta cất chẳng ai chất ớt cất mình bàn ừ chất phải là cất năng ta hãy dùng chọn ai lệnh cất bị trả thọ mà chết chẳng à chẳng mình thấy ai dồn sân dồn ta à năng vừa xây từ rô à chất ớt cất mấy chất ớt cất chất ấy đã ớt cất vì anh mình chất ấy đã ớt cất đi chất phát chất nó rụa chất tê và đa chất mía chất prung chất bria chất bà phút cái đó ta cực ai ta miên chất cứ cực này sụp bê thả chất định luôn nó có vừa cực này phải vừa cực rương xình vừa cực ả rộng vì chuyện môn bảo huyê chẳng thở thông mà chết chất cứ cực chân bàn bần đất ở xa mà nế lục tục bần bạt lục tục bần bát khơi nhà đánh này cả năng lục nâu chưa bật thuật chuồn này lục khơi cái bồng hồ tực đã sai cái bạch tực hay cái bồng hồ tực đã sai hay lục nâu bật chuồn ta
7 ឆ្នាំហើយយើងដឹងហើយប្រជន7ឆ្នាំមិនតន់ដឹងអីមកនេះប៉ុន្តែបណ្ឌិតស័យលោកល្អដល់ពេលឃើញគេបរហូទឹកចឹងទៅសួរព្រះសិរីបុត្រជាឧបជានឹងថាលោកម្ចាស់នៅទីនេះតិចអង្គមិញឡើងញ័រខ្លួនឯងដើរមកចូលឡានប៉ុន្តែលើថ្ងៃបើកទីឡានសោះឯងខែ7ហ្នឹងតិចខ្លាំងឥឡូវផ្ដើមតិចលោកសួរថាលោកម្ចាស់ស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងទឹកហើយមកគេយកអាហ្នឹងធ្វើអីអីអាហ្នឹងគេបង្ហូរទៅដាក់ស្រែលោកមើលទៅឃើញទឹកហ្នឹងវាមានចលនាវាហូរវាហូរទៅបាទច្រើនពោសូរិយរុនសួស្ដីមកស្វាគមន៍អ្នកចូលមកអីលោកសួរថាទឹកមានចិត្តទេលោកម្ចាស់ទឹកអត់មានចិត្តទេហើយលោកគិតអីណោះរបស់អត់មានចិត្តសោះគេអាចបង្ហូរទៅនេះទៅនោះកង្កងតាមផ្លូវរបស់វាទៅបានណាហើយមនុស្សយើងមានចិត្តមិនក៏មិនហាត់ពុតចិត្តនឹងឲ្យទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់លោកគិតណាបាក់ស្ាយដល់តែទៅទៀតឃើញដេញជាងធ្វើសជាងសជាងធ្វើធ្នូធ្វើសអីចឹងគឺពុតចឹងទៅពុតលង្កោងអាធ្នូនឹងលង្កោងចឹងទៅសនឹងក៏គឺស្រួយឲ្យស្រួយចឹងទៅសួរលោកចាស់គេធ្វើអីអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេធ្វើសគេធ្វើព្រួយគេធ្វើធ្នូគេចុះអាហ្នឹងមានចិត្តដែរវាបាញ់ទៅវាហោះទៅចឹងហ្នឹងវាមានចិត្តដែរវាមានចិត្តចង់ទៅចឹងដែរថាអត់ទេអាហ្នឹងគឺពុតចឹងទៅកើតទៅជាអញ្ចឹងលោកគិតទេដែរអីរបស់អត់មានចិត្តសោះវាចេះអស់វាចេះហើតាមគេពួតទៅបានអ្ហ៎ហើយចុះយើងមានចិត្តមិនក៏មិនពួតវាគិតទៀតទៅឃើញជាងអតេសួរទៀតអាហ្នឹងគេធ្វើអីធ្វើកង់ធ្វើកម្មលឹងមូលអីចឹងលោកគិតទៅអូហ្នឹងកើតពីការយល់យល់ចឹងទៅលោកថងគ្មានអីពីការទូតមានចិត្តហ្នឹងដែរបានលោកផ្ញើបាទនឹងឧបជាលោកទៅគាត់វិញលោកទៅអង្គុយពិចារណាចិត្តហ្នឹងទៅតាមចិត្តហ្នឹងហើយណាមែនទៅឲ្យចិត្តឈប់គិតទេទៅតាមមើលចិត្តមរានពោនៅអូស្ត្រាលីបាទមកដល់អូស្ត្រាលីហ្នឹងមានអ្នកមើលដូចច្រើនអត់តន់ដឹងថាមកស្នាក់នៅយូរនៅតណាពោគាត់មើលវីដេអូតាម YouTube តាមអីជួនកាលឃើញនៅអាមេរិកជួនកាលឃើញនៅប្រាំងជួនកាលឃើញនៅកូរ៉េអីយ៉ាងនៅអូស្ត្រាលីពេលនេះអ្នកណាទេចិត្តចេះតដែរនឹងហើយវាគ្មានអីខ្លាំងជាងចិត្តទេហើយរឿងដែលលំបាកកែម្បាក់ទូនមានគឺចិត្តហ្នឹងហើយកុំគិតថាកូនពិបាកបដៅកុំគិតថាសិស្សពិបាកបដៅអារឿងពិបាកបដៅជាងគេគឺចិត្តយើងហ្នឹងហើយចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាឈ្នះសង្គ្រាមដែលច្បាំងដោយកំភ្លើងដោយស្នាដោយធ្នូដោយដាវហ្នឹងច្បាំង1000ដងឈ្នះទាំង1000ដងព្រះអង្គអត់សរសើរផងប៉ុន្តែបុគ្គលណាឈ្នះចិត្តតែខ្លួនឯងម្នាក់មួយណាតែម្នាក់ព្រះអង្គថាអូអស្ចារ្យអស្ចារ្យអស្ចារ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងឃើញព្រះយោគីវចរទាំងឡាយដែលលោកវឹកហាត់ដើម្បីទូនមានចិត្តហ្នឹងគឺថាគ្មានអីអស្ចារ្យមានអស្ចារ្យសាកទៅមើលធ្វើឲ្យអស្ចារ្យកុំឲ្យមានរាគៈទោសៈមោហៈឲ្យអស់លីងអញ្ចឹងដែរមើលបានងាយធ្វើហ្នឹងងាយទេផ្ដើមដោយសមាធិហា you still full of energy energy ហ្នឹងវា arise and fall away អញ្ចឹងសម្រាប់តន្តិចវាកើតតន្តិចទៅវាបាត់ទៅវិញព្រោះនៅឆាន់បានដែរតែនៅឆាន់បានអត់អីទេចាប់ទៅឆាន់លែងបានចប់សេដ្ឋកិច្ចលែងដើរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថា energy ហ្នឹងវាមានយើងប្រើឲ្យមានប្រយោជន៍តិចឃើញតាមឡានប៉ុណ្ណឹងស្មាននិយាយធัวបានខ្លះហ្នឹងមានអ្នកមើលជាង500ដែរហើយមើលឲ្យផុសដាក់ទៅនឹងទៅញាតិញោមក្រោយក្រោយទៀតក៏អាចមើលផ្សេងផ្សេងទៀត
nâng ngay chân bàn à từ lượng nít sợ bài chặt đai đòi mà bị muốn chết thật kết tha ca đại đạp hơi hiện xa đập hiệp tha dù thô hay cái bài chỉ vật bàn nóng vì mình đã khăn tu rê nì tiên nè nó khăn ông xử máy bà bốt đấy đó chẳng mà nữ dân phơ bốn bà thân á trong thật chú bà bốt nàng ấy đâm bây ở đạp thô dù đôi kê chẳng ở bàn dây bịa thô ô phlư cho bà ná vòng ở bàn lư chẳng vẫn ta là dân miền khu khắp ba mà ta lọc rồi ta kê đai đúng bạn này say tràn máu lọ máu sẽ đạp tới vô đôi ta khné nó miền say phần tra tha cổ so là thua nâng ạ cổ so là thua vì mình sầm khăn về na đi nâng sầm mày bộ bột nâng ạ cổ so là thua để bộ cô vừa thuần phần na lớn đấy vừa được thuần phần nâng ai bờ cột sao là thôi cái gì mà ra anh pe nó về là o bắp bắp mà lo pe nó cứ bắt đâm tập bắp năng đam mà đổ bịch những việc mình đẹp chạy phải pru ru chiết ấy bia càng sớm mai bọn là vinh nhà nó lâu có nó tập là vinh score càng sớm mai bọn phải mà lâu với nó tập em đã mình phải em lo vì mình là dân phơi kho phải chạy cái tê nó bạn vì mình phải em lo và nó bật phở tháo bên nữa tại phải em là o tại đài cái này cọ sả là thom bây giờ cọ sả là thom bây giờ nó tại tại đài đấy anh mình được tức số một prai bên nữa tại prai thom mà đài chẳng ai hay chỉ riêng ở phòng na để dân che tên nom lên này dây thay chạm cha chạm rùa thô nó ở phòng nó mình ở phòng tập khmê nhận dây nó tới cha nè tôi rùa thô nó ở phòng đấy rùa bìm khơi mới nó cha tôi rô thô để khai dân dễ cứ rô tôi rô sốt thô nó mình tôi rô thô vô rồi nè mua tôi rô một khơi từ đài nè và bạn cha tôi rô thô rồi khơi đó mình đấy ai rô nghe khơi nha cha chặt bài thấy mình sử dụng ấy tôi rô khơi một lần vì mình nghe tôi tiếc đó và nó thoải khơi cha cha vô mùi mũi số ba chặt rồi với nhá vì muốn mà kịch hả bạn không may vô đó vừa sợ bài chất phụ cọt nấu không may cọt cục rung cửa xa cọt ai cục vô cây bán đó nè anh đang đường mùi hay đòi cha mình ê tự cho cọt sạp phân đọc tàu nó chụp cha phần màn nè màu tam và liền dân hóa nó có chụp chị đôn mà nè này chôn phải phải đấy là ngày hay côn cọt chùn màu còn nó át lại thêm đằng nghe là ngày chụp nâng và liền dân hóa hay về cho vì dồn họ nông bình mà lệ nó về đài cái bài cho đài dồn nó còn phải hai mà đài còn nếu mà đài còn đã tum dồn có mà đài còn tum dồn dụ pet chia ấy tum dồn nó còn bỏ cho nó ấy à rừng sai anh bên ấy khỏi với tôi chỉ o cha với nó o cha thoáng tha ai chấm đưa kho bỏ con nó đọc năm nông cơ bản còn đang phần màn sập nào mày ấy còn liền chia mà đấy mà ở cha mình buộc mình không mấy con mình toàn đọc năm và màn đây dùm nửa nâng dùm nửa khó nâng đó là cha dụ ba sắp một liền chết nè vừa mà ở cha nông chật nè mình mê đáy cho ông ta ỏi ở cha con sắp bài chật con nâng hãy ta nấu chưa phải đây phải đá nâng quê về miền tùng ngôn các bạn dân miền ớt sả lát đấy đôi giờ nô sai video bỏ bình định âm bệnh cả bình định âm bệnh cả nó được không tu sửa bát năm học sắp để cọt phơi bị thị đồ sa sna nó miền bà sợ chân chân đi mà nẹ nó còn dây còn thà về là đồ màu đa ta mía kia bộ bột với nhá còn thà đôi vô thơm mò mà rồi tàu nó chinh bị cái bà quạt chứ xếp tao còn chơi para cái bà quạt vì muốn còn chơi para cái bà quạt phải nhà nhiên bà con đang tôi nào thế cứ ỏi cổ rụp bè mai anh đi bè mai anh nó gì bị bè nó đang rọp rồi ngày ព្រះនេះផងព្រះនោះផងគោរពតាមលំដាប់ព្រះគេណាព្រះក្នុងហិណ្ឌូនោះច្រើនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាដល់ពេល
miên bật lư tam thua và ông với cả thà đô vô thăm mò mà rồi tàu trên bị cái bà còn bỏ tức tới lê trên ông tức bị sát luôn nâng này ấy chấm má cái chết à nâng má mưa vú rồi má tha ý, ngày nay anh phải vô bò để sát cái mai giờ nó bị sát cái bà mà đó chắc cất chứ mở bị tự hồn nâng này nó lâu dân khơi phò lại cầm rạch dồn năng về miền cầm rạch ấy giang na cả đói bên đây dừng khơi phò thả cọt miền là rom thả sra chật sra cai đối từ có hà rong nó phần màn chân nam môn có lọc một chùa bàn lợi đăng mấy em đại bàn chùa tiết nhà xua sọc tổng nẹ có hà rong phong phở gọt sẽ đạp bình sự vì phong sao ông vì cái bộ đầy tử à, tập bộ hay hay có rong về đầm bàn chung với sợ tật tật hay rương sàn rương bài xây rương xây xây nắng khăn ấy của chương tức mà nó thấu sàn bằng trên tàu nè ta rồi có xây 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 đó có sẽ đạp vô đó chỉ chân bỏ chào lo mày nói vô lọt lùi à đạp về chẳng tới từ bốn cha ọt cho là cha nó chọn khăn mà đó là bỏ sát cột bỏ cho chán kia đó mình ấy cha đã vào trong trong cõi bỏ tức tử lệ đôi kia cho anh thà và sân chia cầm nào này nhẹ vô can để trả anh tứ nâng chùm nuôn phạ đại màn tử bốn thma thà vô quân hợp hiệp vô lợi chế bà tích cả đòi vô lợi chế bà có phần tái và dân vô chế bà tạ anh vì ở miền nhẹ vô chế bà chớn nâng dân vô miền cầm lăng đầm bay phần ri ca vô đăng nắng không xung cung tề dân dân trâu ca khăn địa đại dân trâu ca phạ ra ma này nè vô đại được bệ sma sam phật chẳng phong vô chấp ba mà nè ấy chỉ quân lập hiệp đỏ trà muối có phần tay phong chai ca vô chấp ba nắng ở nè đợt tí nắng vô chấp ba đại phần tay mình trầm tập phần nắng phong chọn ba khăn địa tràn đại đầm bay ở khăn địa này nè vô nắng can để tràn lang phần ri ca vô đăng nắng ở can để tràn lang mình đầm bay phong ấy cứ đầm bay sạt lộ nắng tem đòn bởi ở khnết phơ cam bàn chờ này nè kia ni bồ ràn á bị bồ ràn bị môn á station railway station này. Train nâng ai thàn đi rốt phlương kê nè people say that I'm isolated myself from other but the truth is I have nothing to talk to them because we all have different views about the truth of Buddhism. I said nothing more. So Vijay, what do you think I should allow them to be who they want to believe? មនុស្សជាច្រើនហ្នឹងនិយាយថាគាត់ហ្នឹងមនុស្សឯកា isolate យល់ធរទៅវាឯកាប៉ុន្តែធិបតគាត់វាអត់មានអីនិយាយមួយពួកគាត់ពួកមានទស្សនៈវាផ្សេងគ្នាអំពីសច្ចធម៌នឹងហើយសូត្រថាថាម៉េចសូត្រថា should I think I should allow them to be who they want to believe គាត់ថាតើគាត់គួរថាទុកឲ្យគេជឿអីជឿទៅចឹងហ៎តែវាមិនមែនចឹងទេបើយើងអាចបញ្យល់បានក៏បានប៉ុន្តែបើបញ្យល់មិនបានចាត់ថាมันមានបរិស័យចប់កុំ stress កុំ stress កុំ specific ចំពោះមនុស្សហេតុអីបានអាត្មានិយាយបញ្យល់អាត្មាបើកចិត្តទលាយទៅអត់មានអា
អភិបធុញថប់នឹងដោយសារនៅពេលដែលអាត្មានិយាយរាល់ពេលដែលអាត្មានិយាយមិនដែលគិតថានិយាយចំពោះមនុស្សម្នាក់មិននិយាយមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលអាចយល់ភាសាខ្មែរបានមិនតែភាសាខ្មែរទេអ្នកដតីទៀតក៏ដែរក៏លោកថ្ងៃក្រោយទៅគឺមានកូនមានចៅអីទៅគេឬក៏គេខ្លួនគេគេយល់ផ្ទាល់ទៅគេចេះភាសាគេបកប្រាប់បរទេសពួកមានតែពួកកាយពួកអីគាត់យល់ធរហ្នឹងគាត់បយល់តាមអ្វីដែលអាបយល់តើចឹងមិនគឺនិយាយនោះសម្រាប់សកលមនុស្សហ្មងពេលនិយាយទៅហ្នឹងបងឮដល់ណាថាដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់មាន stress ម្នាក់ពីរអ្នកមិនយល់អត់បញ្ហាផងឬក៏100អ្នកនឹងមិនយល់ប៉ុន9 10អ្នកផ្សេងទៀតគេយល់អត់មានបញ្ហាអីផងព្រោះឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ណាដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រោះតើអ្នកមានអបិស័យព្រះបិស័យមានអ្នកស្ដាប់អ្នកគិតអ្នកពិចារណាចង់បានប្រយោជន៍ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនចាត់ទុកថាអ្នកមិនទាន់ស្ដាប់ឬក៏អ្នកដែលស្ដាប់មិនបានហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ទេមែនទេហើយព្រះអង្គប្រើពាក្យហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហ្មងថាមិនទាន់មានអបនិស័យព្រះអង្គមិនប្រើពាក្យថាមនុស្សហ្នឹងវាកែមិនបានអីអីហ្នឹងមិនទេគឺថាមិនទាន់មានអបនិស័យអញ្ចឹងអ្នកខ្លះតាំងពីពុទ្ធត្រាស់រហូតដល់ព្រះអង្គប្រណិព្វានវិញអាចិត្តប្រណិព្វានហ្នឹងបានស្ទុះស្ទាមរកព្រះអង្គដូចផតតិអីចឹងឮថាព្រះអង្គត្រាស់យូរហើយឮយូរហើយបន្តឲ្យហីមកដល់លើថាព្រះអង្គចិត្តប្រណិព្វានអូអញអស់ពេលមិនទៅទេមិនកើតទេឃើញទេ45ឆ្នាំមានតិចណាណាដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងអាញោមថ្មថាឈ្មោះគាត់ដែរតែគូឲ្យសរសើរគាត់ដែរគាត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់ការពិតតាមពិតគាត់លើឈ្មោះថ្មហ្នឹងតាំងពី2006មកថ្មមកហ្នឹងមកស្នាក់នៅវត្តគាត់ទៀតផងគាត់ទឹមស្ដាប់ថ្មមុនមកទៅស្រុកខ្មែរបន្តិចនេះហ្នឹងហើយមុនការប្អូនស្រុនគាត់មកចាប់ដៃថ្មគាត់ប្រាប់មកគាត់ថាទទួលពលមានខុសមកគាត់អត់ដែរស្ដាប់តែឮឈ្មោះយ៉ាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់បានស្ដាប់ខ្លួនឯងវាអត់ដូចស្អីដែលគេនិយាយអញ្ចឹងសួរថាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ឲ្យពីមុនមកថាមែនទេថាវាមិនតាន់ដល់ពេលអញ្ចឹងមែនអត់តែក៏មិនតាន់ដល់ពេលដែរហើយខណៈគេមិនស្ដាប់យើងថាគេមនុស្សអាក្រក់មែនទេមែនទេជួនកាលគាត់ស្រឡឹងមើលទៅឃើញរឿងអីផ្សេងជួនកាលហ្នឹងហើយវាមិនតាន់ដល់ពេលទីផុតទៅដល់ហ្នឹងបានប៉ាថា you all are VIP person ហ្នឹងអ្នកគ្នាសុទ្ធតែជា VIP ហើយដែលឥឡូវនេះវាសប្បាយចិត្តថងថាធម្មៈហ្នឹងវាចូលមកជីវិតមែនតែនហើយមាននៅក្នុងចំណោមទាំងអស់មានគ្រូបរៀនមានពេទ្យមានអីអីគាត់ស្ដាប់យល់ឥឡូវនេះគាត់យកទៅ apply គាត់យកទៅបញ្ចូលបន្តិចបន្តិចអ្នកធ្វើការសំបីតឡយើអីហ្នឹងក៏មានស្ដាប់ហើយគាត់យល់ហើយគាត់ថាមានឧបាយក្នុងការនិយាយកាន់តែច្រើនតាំងគាត់ថាតាំងយល់ធម៌មកនិយាយកាន់តែមានឧបាយនៃការនិយាយហ្នឹងកាន់តែពួកគាត់អ្នកនិយាយស្រាប់ហើយដូចលយើអីនោះណាគាត់នេះអ្នកនិយាយស្រាប់ហើយអ្នកប្រកែកនិយាយស្រាប់ហើយដល់ពេលធម៌នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីចិត្តរបស់មនុស្សទៀតងប់ហើយគ្រូជួនកាលគាត់ថាគេនិយាយមិនតន់ចេញអស់ពីមាត់គេផងគាត់ដឹងថាគេចង់និយាយថាម៉េចបាទអូធោះនិយាយឲ្យយល់ចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងឯងពូអស់ចាអត់មានខាតអីទេហ្នឹងហើយគ្រូម្នាក់នោះក៏គ្រូខាងទស្សនវិជ្ជាក៏ថាស្ដាប់អាត្មាទៅសឹងថាអាការគាត់រៀនបើសឹងគាត់ទៅរៀនខ្លួនឯងប្រហែលជាចំណាយ5ឆ្នាំមិនបានប៉ុណ្ណឹងឯងតាមមើលវាជ្រៅវាស្អីដែលគាត់មិនធ្លាប់ឃើញក្នុងសភៅ psychology ឬក៏ទស្សនវិជ្ជា philosophy ហ្នឹងគាត់មិនដែលឃើញទេព្រោះគាត់រៀនតែទស្សនវិជ្ជាលោកខាងលិចហ៎តែមានខាតអីហើយគំថាអាត្មាហ្នឹងអស់ចាស់អីអាត្មាមានអីអស់ចាស់ទេអាត្មាចេះតែពីព្រះដែរហ្នឹង
mẹ tên nó chết không mà liên nó mà chết mua vậy thì tạm mơ đăng ba nó vì nó miền tròn với mình là ô chớ này nó không năng đựng đông đông sạch để chị mình o chăng không chùm này bỏ phục vụ năng riêng trừ ai thôi ở dương khai trên địa chùm nuôi khai ở dương ham được sự bảo trợ an tâm mà năng nó là na thật đáp tăng pi pon man pi pon đáp pram năng ấy full connection chẳng đại chứ năng ngày lâu mà chôn một đợt thì còn ngái chết đợt cái lại từ chăn cà rề là hàn giang na khăng quân na ở chăn bà này sắp về sát ta à hà ra thể tích ca sát tương lai tăng đầu ban đời xa à hà ở à hà tâm rồi hai bên dân dây bị ta mà hà nâng dây bị ca tăng nâu này chỉ vật nâng càng đà lọ thiệt thà chỉ vật nâng việc cả rồi luật bạp nà chỉ vật dân bị khám ấy mà đo là lần này thì chỉ vật ở lâu này chỉ vật về này về luôn nâu đời xa bài mà ngày nâng đôi chỉ chỉ vật mà muốn tự sọc mà nó tù rụt cài tù chỉ vật về nó nâng bắt rồi ai rùa xa mà nâng đời xa bài nâng sọc mà bà mà ngày nó bài mà cha nâng về ổ thầm chỉ vật dân dạng hỏi bàn phụng bờ ngay thôi bật về lê tư chìa là một thì ấy mến bật về ai miền tham ở bộ lên châm xa rập biên ca dân dạng hỏi bàn phụng bờ ngay được ở lớn nâng ọt bài lớn nâng xa bài